Phát hiện cá ngay chỗ này nha, cái cá quy bự lắm cả nhà. Ngay chỗ ngón tay mình chỉ nè. Mới phát hiện đó. Bắn đi, bắn đi, kỹ vô. Chính. Chính không? Chính. Chính hả? Hay gì ta? Tưởng nó hụt rồi. Yeah. Chính rồi cả nhà. Sao nghi quá vậy? Rồi quấn đi, thu dây đi. Thu dây đi, thu dây đi, thu dây đi anh ơi. Nó chạy nè cả nhà. Đó, nó chạy đó, thấy chưa nè. Đó. Cảm giác cho nó quậy quậy, từ từ, từ từ, từ từ. Bước xuống, cái này nó rớt, cũng như nó rớt. Bỏ cái cây này dưới đất đi, trời ơi, nó hiền thiệt chứ, trời. Tính chân cá bự rồi cả nhà ơi. Hay quá. Vuốt hả? Dì, cả nhà ơi, bành xin ái rồi cả nhà ơi. Tài tài ha. Đô. Tê tê, tê tê. Anh làm gì ba bắn hay gì? Bắn. Đó. Chiến đội phóng đầu tiên buổi chiều. Chỗ này ba con cả nhà. Vậy là chiều nay có cá chiên xù rồi. Yeah 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 yeah, yeah. Cả nhà thấy video mình hay cho mình like nha cả nhà. Cho một đăng ký kênh cho anh Hải Slim Shot khí nhiệt đi bắn cá. tiếp tục cả nhà. Tiếp tục nha. Nãy mới nãy mới bắn con á Hải. Mới bắn con chạy. Thấy nguyên bầy luôn mà. Ngày đây mình ngồi mình kinh mình gình năng cái bài này luôn cả nhà. Mình tạm ngưng video ở đây nha.